các bạn ở nhà để phòng chống Covid theo tinh thần chung. Thì mình cũng ở nhà và soạn cây để bán cây bông online. Đó, các bạn đang nghe Đài Truyền Thanh đang thông báo. Thì bây giờ mình soạn hai cây bông trang cẩm thạch cho một chú ở Thanh Hóa, Sầm Sơn, Thanh Hóa. Rồi các bạn thông cảm, tại nhà mình ở gần cái loa Đài Truyền Thanh đó, cho nên các bạn chịu khó nghe tuyên truyền của phòng chống Covid luôn, của Đài Truyền Thanh luôn. Rồi sẵn đây mình soạn cây. Rồi giờ mình chọn hai cây cẩm thạch nha. Chú kêu lấy cây nào mà nhánh nhiều, nhánh tàn nhiều đó, tặng chú về chú ghép, chủ yếu là chú ghép. Vậy thì mình sẽ lấy hai cái cây này cho chú. Hai cây này tàn nhiều, chú nói chủ yếu là không có cần một gốc, mà chủ yếu là tàn nhiều, để chú tách ra đặng chú chiết. Các bạn nghe nhạc Gencovi trên Đài Truyền Thanh một xíu nha. Mình quay vòng vòng cho các bạn xem, vừa nghe nhạc Gencovi vừa xem mấy cái cây của mình. Thì bây giờ sẽ đem hai cái cây này vào. Giờ mình kiểm coi mình còn cái lô bên đây còn mấy cây trang cẩm thạch. Mà trong đó có hai cây bị si. Rồi bây giờ đem vô cho bảy đằng bảy đóng thùng. Đây, hai cây này nhiều nhánh đang về cho chú chiết. Rồi mình sẽ đóng thùng hai cây này. Thank you.
hành.